Bây giờ tôi sẽ tiến hành cúp điện lưới này. Đấy. Để xem là điện trong gia đình còn hay không và hệ thống nó vận hành chế độ backup dự phòng khi mất điện lưới đã hoạt động chưa. Đây là CD của điện lực này. Đấy, tôi sẽ cúp cái này xem. Đấy, bây giờ là máy đang chạy bình thường nha. Ngay lập tức nó sẽ báo off grid là mất điện lưới. Đấy. Và nó sẽ chuyển sang đầu B của ATES là chuyển mạch tự động. Đấy, đầu 2 đấy. Và trên màn hình biến tần nó báo là off grid là mất điện lưới. Đấy, như vậy là hệ thống nó vận hành ổn định khi không có điện lưới anh em nhé. Với hệ thống này gia đình chúng ta hoàn toàn là không bị mất điện lưới bởi những cái ngày mà điện lực lỡ may cúp điện sửa chữa đường dây. Rồi. Hiện tại anh em chúng tôi đang tiến hành thi công hệ thống khung dàn cho điện năng lượng mặt trời. Cái dàn bên này là gồm 14 tấm pin. Đấy. 580W anh em nhé. Hôm trước thì anh em chúng tôi đã thi công xong cái dàn bên kia rồi. Đó. Dàn bên kia thì tôi không quay phim cho anh chị em, nhưng mà tí nữa tôi sẽ quay cho anh chị em xem cái khung dàn bên đó rất là đẹp. Thì gia đình này là có thang máy, có điện 3 pha. Đấy, họ lắp để sử dụng sinh hoạt trong gia đình. Đây là hệ thống điện mặt trời 12kW. Đây thì tôi sẽ quay cho anh chị em xem. Đó, đây là cái dàn này bên này. Cái dàn bên này là họ lắp để làm che cái sân bên này luôn anh chị em nhé. Đây là có thang máy 3 pha, điện 3 pha anh chị em nhé. Đây là anh em tôi lắp biến tần hybrid có chức năng lưu trữ 3 pha. Nhãn hiệu Dyer 12kW. Bên đây thì hàng xóm cũng đã lắp năng lượng mặt trời rồi. Đây có dàn này. Cái đầu này có dàn nữa. Đấy, rất là hiệu quả. Nên là chủ nhà học theo. Thì có thấy anh chị em chúng tôi thi công rất là uy tín và nhiều công trình, nên là chủ nhà quyết định gọi anh em chúng tôi đến để thi công hệ thống điện mặt trời này. Ở đây thì anh em chúng tôi sử dụng keo đôi là 50x100 nha anh chị em nhé. Đấy. Sắt ly 8 rồi. Sắt ly 8, ly 4 là được rồi. Đấy thì ly 4 thôi. Nói chung là sắt chủ nhà mua. Nên là anh em chúng tôi thì chỉ có việc hàn thôi. Sắt chủ nhà mua mà. Chứ còn nếu mà bình thường thì chỉ cần ly 4 là được rồi. Đấy. Ly 8 á. Sắt chủ nhà làm dày quá. Thực chất thì không cần đến mức độ dày như thế đâu. Quá dày. Ly 4 là ok rồi. Nhưng mà đây thì họ chơi ly 8 luôn. Thì cái này là kèo đôi. Đấy. Trên này là toàn bộ này, là bên này là 14 tấm pin nhá anh em, mỗi hàng là 2 tấm. Như vậy là 7 hàng. Đấy. Cái trụ này là trụ họ mua luôn. Nói chung là sắt toàn bộ là chủ nhà mua. Sắt này là vuông 100 anh em nhá, sắt vuông 100. Đấy. Nói chung là cái dàn này cũng cao ấy. Cao lên trên cái mái kia nên là họ làm chắc chắn. Đấy. Ở đây thì chúng tôi phải gia cố cho chắc chắn hay không. Gió máy trước mặt các bạn đây là biến tần hybrid Dyer 12kW 3 pha nhé. Đấy, tôi sẽ bóc hộp cho anh chị em xem. Biến tần này thì có hai cái tay cầm hai bên. Đấy, hai tay cầm hai bên Dyer 12kW 3 pha. Đó. SG04LP3EU. Đấy. Đây là mã số của nó. Thì cái biến tần này là nó cho phép lệch tải là 50% anh chị em nhé. Đối với những cái gia đình nào mà dùng điện 3 pha. Đấy. Và dùng điện 3 pha và dùng các cái tải như là thang máy, motor, rồi điều hòa, motor bơm nước mà bị lệch pha ấy, nó sẽ bám tải cho chúng ta. Đấy, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn con hòa lưới thuần túi bởi vì nó có chức năng lưu trữ anh chị em nhé. Đây là các cái phụ kiện đi kèm của nó, gồm wifi, 3 cục CT chống phát ngược lên lưới cho từng pha, các cặp MC4 jack nối và sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Biến tần này được bảo hành 5 năm chính hãng tại Việt Nam. Đấy. Có nhà phân phối đại diện tại Việt Nam anh em nhé. Đó, hybrid Dyer. Đấy. Biến tần này đây. Đây thì những cái cây trụ này anh em tôi cũng tiến hành gia cố vào bờ tường anh em nhé, rất là chắc chắn. Gia cố hết rồi bằng đóng tắc kê sắt xuống bờ tường này. Trụ này là cao 4,5 m, 4,7 m. À, 470 cm. Tấm pin là vượt qua bên kia, vượt qua cái nắp kia là 50 cm nữa anh chị em nhá. Đấy. Thì mới đủ. Với cái độ cao như vậy thì anh em chúng tôi phải sử dụng hai bộ dàn giáo, 4 bộ dàn giáo, 2 tầng dàn giáo mới có thể là thi
thi công được hệ thống điện mặt trời này. Đấy. Một cái bộ dàn giáo này là nó cao 1m7, hai bộ là 3m4. Chỗ đây lên là anh em nhìn như vậy là nó lên khoảng 80 phân đó. 3m4, 4m. Từ đây lên đấy, nó là thế này gần 5m, gần 5m. Lên cái nóc là trên 5m đấy. Rất là cao luôn anh em nhé. Cho nên là anh em chúng tôi phải gia cố cho nó rất là chắc chắn cái hệ thống khung nhà này. Hai đầu thì chúng tôi làm kéo đôi 5-10. Cái xà gồ này là 5-10. Kéo đòn tay đỡ tâm pin là chúng tôi làm 40x80. Rất là chắc chắn. Chủ nhà yêu cầu như thế mà chủ nhà mua sắt. Thực ra thì cái này không cần làm đến 100 đâu. Chỉ cần đến bài vuông 75 là ok rồi. Và ly tư là quá chắc chắn. Nhưng mà ở đây thì chủ nhà mua sắt đầu tư nên họ muốn chắc chắn hơn. Chứ ở đâu kia anh em thấy cái dàn họ làm ấy, chắc cái dàn nó chỉ có làm 36 cái vuông 4 thôi. Cái dàn đó, cái chỗ HD bành rất là yếu luôn. Mà có hiện tượng là bị võng này. Anh em thấy bị võng. Phần dàn này chúng tôi làm cực kỳ chắc chắn luôn. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành kéo các cái tấm pin năng lượng mặt trời lên trên lầu để chuẩn bị lập, chuẩn bị bắt và cố định tấm pin vào hệ thống khung dàn. Ở đây thì gồm 21 tấm pin, là cái dàn bên kia là đã lắp 7 tấm rồi. Hiện tại là còn 14 tấm pin nữa. Đấy, đang kéo lên ở đây. Cái nhà này cao 4 tầng lầu anh em nhé. Tầng trên nữa là 5 tầng. Một cái tầng mà làm khung dàn á, rất là cao. Nhà cao 5 tầng cho nên anh em chúng tôi thi công phải rất là cẩn thận khi mà đưa các cái vật tư lên, dàn giáo này, sắt thép này, rồi kéo tấm pin là không bị va chạm vào bờ tường, tránh gây trầy xước cho chủ nhà. Quá trình kéo thì hai anh em ở trên và hai anh em ở dưới để bê các cái tấm pin năng lượng mặt trời lên thì kéo thì nó cũng khỏe hơn là đi cầu thang. Đấy. Ở đây thì kéo một tấm này thì cũng khá là nhanh anh em nhé. Thì chỗ này là không có tời hay cậu gì được ạ. Cho nên là chỉ kéo bằng tay mà thôi. Đấy. Hiện tại anh em chúng tôi đang tiến hành bắt các cái tấm pin năng lượng mặt trời vào hệ thống khung dàn. Ở đây chúng tôi phải sử dụng một cái hệ thống các cái cây sắt 30x60 hàn vào để gia cố cho hệ thống khung dàn và đồng thời làm cái vị trí để bám víu vào để mà cố định bằng các cái kẹp U. Đấy, khung dàn này là đòn tay đỡ tấm pin là bằng 40x80 bởi vì là khẩu độ của nó là hơn 4m cho nên là phải làm cái sắt cho nó loại cho nó cứng, sắt kích thước lớn. Sắt 30x60 thì anh em nếu mà thi công hệ thống khung dàn mà với cái độ ngang rộng là khoảng 3m thì chúng ta làm cây sắt 30x60 hoặc có thể làm 40x40. Nhưng ở đây nó rộng, ở đây là cái khung này là hơn 4m. 4 tấm pin là đã là khoảng 4m6 cho nên là phải làm cái khung khoảng 4m7, 4m8. Cho đó là phải làm sắt bằng 40x80 anh em nhé. Để cho nó cứng và không bị võng ở giữa. Đấy. Anh em thấy là cái khung dàn này rất là cao. Chúng ta phải tiến hành có hai bộ dàn giáo thì mới có thể là làm được cái khung này và bắt tấm pin cũng như là hàn khung. Đấy. Anh em đang tiến hành lắp cố định tấm pin năng lượng mặt trời bằng kẹp U. Đấy. Cái kẹp này thì rất là chắc chắn và không phải bắt như cái mini ray hay là cái bìa kẹp giữa. Chúng ta không cần phải leo lên mà chúng ta đứng ở dưới tấm pin chúng ta có thể bắt được các cái tấm pin năng lượng mặt trời vào khung dàn rất là chắc chắn anh em nhé. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành kéo dây điện mặt trời lồn vào ống nhựa bình minh. Đấy. Ở dàn bên này là 7 tấm pin này anh em nhé. 7 tấm pin là chúng tôi sẽ đi vào trong ống nhựa bình minh rồi đi. Ở đây đi cái đường dây rất là khó khăn. Nói chung là cái gia đình này, cái hệ thống này là phải làm cho nó thẩm mỹ. Bởi vì ở đây cái nhà đẹp như thế này mà anh em thấy không, mà cái biến tần nó treo ở đây thì nó rất là nhiều khúc co, quanh co khúc khửu. Đấy, thì phải đi rất là vào rất là nhiều cái co, rất là mất thời gian. Anh em chúng tôi cũng cố gắng hoàn thiện cái hệ thống này cho chủ nhà làm sao mà thẩm mỹ và đẹp nhất và an toàn nhất. Để đây là dây điện mặt trời là đi trong ống nhựa bình minh để bảo vệ cho nó khỏi bị mục mọt theo thời gian anh em nhé. Đi theo cái ôm, theo cái cột này, đi ôm theo cái này, rồi đi xuống này, rồi đi sang này, đi lên này, rồi rất là nhiều co, mất thời gian anh em. Về cái tủ điện này thì anh em chúng tôi lắp đặt cho khách hàng là loại tủ điện loại lớn, loại sử dụng ATS chuyển chậm 125A,
3 pha anh em nhé. Đây là CB tổng của chủ nhà này, đây là CB điện lực anh em nhé, hòa lưới vào đây, đó, cả tải sử dụng vào đấy. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cúp điện lưới này, đấy, để xem là điện trong gia đình còn hay không và hệ thống nó vận hành chế độ backup dự phòng khi mất điện lưới đã hoạt động chưa. Đây là CB của điện lực này, đấy, tôi sẽ cúp cái này. Đấy, bây giờ là máy đang chạy bình thường nha. Ngay lập tức nó sẽ báo off grid là mất điện lưới. Đấy. Và nó sẽ chuyển sang đầu B của ATS là chuyển mạch tự động. Đấy, đầu 2 đấy. Và trên màn hình biến tần nó báo là off grid là mất điện lưới. Đấy, như vậy là hệ thống nó vận hành ổn định khi không có điện lưới anh em nhé. Với hệ thống này gia đình chúng ta hoàn toàn là không bị mất điện lưới bởi những cái ngày mà điện lực lỡ may cúp điện sửa chữa đường dây. Rồi, tôi sẽ bật điện lưới lại. Điện lưới lại anh em nhé. Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ là có điện lưới đầu A, đầu 1. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bật tay phải. Dạ đúng rồi. Điện lực. Điện mặt trời. Ừ. Anh em chúng tôi đang tiến hành bàn giao cho chủ nhà đấy. Mà cái này là mình bật để nhà xài á. Đó là điện lực là cái vụ hệ thống điện mặt trời anh em chúng tôi mới bàn giao cho khách hàng, bây giờ là 16:58 này. Đấy, điện mặt trời bây giờ đang xuống được 1.64 kW anh em nhé, tải sử dụng đang là 931W và đang sạc vào bình lưu trữ là 534W này. Đấy, cái dàn pin là rất là đẹp anh em, chúng tôi làm cho khách hàng này, chỗ này là họ làm một cái sân chơi luôn, mai mốt là họ là trên này chỗ ăn nhậu họ sẽ làm một cái sân chơi để mà vui chơi giải trí rồi trồng cây trồng kiểng lên nó luôn anh em nhé. Thì cái hệ thống này là điện là câu từ đây qua là điện 3 pha, sau đó kéo này anh em thấy đường dây kéo sang là hai sợi dây kéo vào đây qua nhà này dùng ké. Đấy, dùng ké tức là dùng để giảm tiền điện ban ngày thôi, thì ban đêm mà vẫn dùng điện lưới và kéo thêm sang nhà bên này luôn. Đấy, cái nhà rất lắp dàn pin là cái ông chủ của cái gia đình này là có 3 căn nhà nên họ kéo sang 3 nhà để mà dùng. Còn ở đây là điện 3 pha có thang máy nha. Đấy. Thang máy là kéo lên trên là dùng tất cả thiết bị điện trong gia đình luôn. Mỗi tháng chi phí tiền điện ở đây là khoảng 5 triệu đồng. Đấy. Nhưng mà ở đây thì ban ngày họ nói chung là dùng nhiều á, sử dụng rất là nhiều. Họ lắp hệ thống điện mặt trời 12 kW 3 pha này, giảm chi phí tiền điện hàng tháng anh em nhá. Bình lưu trữ là lắp để dự phòng cái mất điện lưới và đồng thời cũng một phần để giảm tiền điện vào ban đêm. Cái điện họ bên kia anh em chúng tôi kéo sang đây này, là kéo đi trên đường dây thì kéo vào đây thì vào đây là bắt một cái CB đảo cho chủ nhà. Thì đây là coi như là có hai hệ thống đồng hồ, một cái đồng hồ bên đó mà đồng hồ bên này. Đồng hồ bên này thì đây là cái CB đảo là gạt xuống trực tiếp là dùng năng lượng mặt trời, còn gạt lên là dùng điện lưới của bên đồng hồ bên này anh em nhé. Thì cái nhà này ban ngày họ cũng dùng điện nhiều lắm, dùng rất là nhiều điện. Mỗi tháng tiền điện khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu loanh quanh. Với cái chi phí tiền điện khoảng 5 triệu đồng một tháng thì hệ thống 12 kW 3 pha này có thể tiết kiệm cho anh chị em là một ngày là thu được từ nắng tốt có thể thu được từ 40 đến 50 kW điện một ngày nhá, 40-50 số điện một ngày. Như vậy là có thể một tháng là thu được từ 1.200 cho đến 1.500 số điện một tháng. Như vậy là nhân cho giá 3.000 đồng là được 3.600.000 cho đến 4.500.000 tiền điện một tháng anh em nhé. Gia đình tiền điện khoảng 4-5 triệu là lắp hệ thống này là vừa, 6 triệu cũng được nữa. Đấy. Anh em máy này Dyer này 12 kW có thể lắp một cái dàn pin khoảng 15 kW, 15 kW dàn pin. Đây thì cái bình lưu trữ Goodwill này nó có giao tiếp anh em nhé, giao tiếp qua cổng com này. Đó, hiện tại là đang nhận giao tiếp này. Đấy, nó dần giao tiếp là 50% và discharge current là 4953, discharge current là 4953. Đó, thì cái bình này nó khống chế dòng xả dòng sạc là 50A đấy anh em nhá. Đấy. Bình lưu trữ Goodwill này được bảo hành 5 năm anh em nhá, 5 năm về có chu kỳ sản lắm là 6.000 lần, bảo hành 5 năm và có giao tiếp. Giá cũng khá là mềm anh em ạ. So với các cái dòng biến tần dòng bình lưu trữ bảo hành 5 năm hiện nay trên thị trường này, bình này giá khá là mềm. Ok.